Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của mình. Mình chỉ nhận các bạn vẽ về một cái bình, cái tách nha các bạn ha. Rồi ok, mình sketch 2D nha các bạn ơi. Nếu các bạn thấy kênh của mình hay và bổ ích, các bạn nhớ ủng hộ và chia sẻ giúp mình nữa nhé các bạn ơi. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ tạo ra các mặt phẳng và vẽ lên rồi các tiết diện của nó ha. Cái bình này nó có hình dáng không có được đều nhé, nó không dùng lệnh revolve nha các bạn ha. Và vẽ từng cái tiết diện của nó nha các bạn. Trong thời gian tới mình sẽ cố gắng phát triển kênh YouTube của mình. Kênh mình làm cũng lâu mà lượt xem và lượt tương tác cũng khá là thấp. Rất mong được sự ủng hộ và chia sẻ của các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Sau khi chúng ta đã phải xong các tiết diện đường dẫn dùng định lót ha. Ok, mình chọn cái đường dẫn cho nó là cho nó uốn ở theo ý định của mình nha. Ok rồi đó. Ok các bạn ha. Rồi xong, tiếp theo mình sẽ vẽ cái phần quay cầm cho nó nhé. Ok, cái bài này nói chung là cũng thuộc dạng bài tập cơ bản đó các bạn à. Mình sketch 2D nha. Phần này mình sẽ cắt cái miệng nó chứ nha. Cái này tùy các bạn hay thêm kích thước cũng được. Mình thì mình cắt sao nhìn cho nó vừa với mắt mình là được cho các bạn ha. Vua bốt là đó, một cái dạng như vậy. Cái bình nước này nó khác cái chỗ từ cái phần trên nó có cái nó hơi nhọn này thôi nha các bạn. Mình xeo nè, chúng ta sẽ xeo lại. Rồi ok ha, rồi đó. Theo sẽ vẽ cái phần quai nha. Đó, cái phần này phần sau toàn là phần cơ bản thôi, phần quay cho nó nè.
Xin lỗi các bạn, mình đã cái phần đế trước rồi cái phần quay sau, tạo cái trục xoay rồi mình sẽ revolve cho nó nha các bạn ơi, không có gì khó khăn nữa. Mình hy vọng kênh YouTube của mình mang lại cho các bạn sự bổ ích. Nếu thấy hay thì nhớ ủng hộ và chia sẻ giúp mình nữa nhé các bạn ơi. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Sau khi chúng ta làm xong mình định ít chút ha, chọn chế độ mid plan nha, ok đó, chọn toàn bộ luôn rồi đó, ok đó, cái phần này nó không có khó. Ở thêm ta sẽ đi fillet, đi bo lại cho nó tròn lại nha các bạn. Nếu các bạn thấy kênh của mình hay thì nhớ chia sẻ giúp mình nha các bạn ơi, để mình có động lực làm những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bước tiếp theo sẽ cắt bỏ cái phần dư của cái phần quay nhé, bằng cái split nè, các bạn theo dõi sẽ cắt bỏ cái phần dư thừa đi nha. Rồi đó, ok đó, rồi các bạn đã theo dõi nhé. Rồi ok, các bạn ở đây.